Ba làm gì đó? Chàng ơi, ông mua cái gì mà nhiều dữ vậy ông? À, đây là những món mà con Giang nó thích ăn đó bà. Tôi mua sẵn gì nó, chờ con nó về. Ừ, thôi ông vô cắt đi, tôi lặt mớ rau một chút mình nấu canh ăn đó ông. À, ông ơi, con Giang nó gọi gì ông? Alo, mẹ nè Giang. Dạ mẹ ơi, Lại Vu Lan này á, chắc con không có về được rồi. Con lại không về hả con? Đưa đây, tôi nói chuyện với con bà. Con nói chuyện với ba con nghe Giang. Alo, con gái. Con gặp chuyện gì phải không? Trước con nói con về mà sao bây giờ con lại con không về? Vì không, con đâu có sao đâu. Tại Lễ á, làm được lương cao cho nên là con tranh thủ. Mà thôi nha, con đang có việc bận á, con cúp máy đây. Hạng mục này tương đối gấp, tụi các bạn vất vả rồi. Lễ này tăng ca để làm cho xong dự án này đi nhé. Cái ông này ông làm cái gì không biết nữa. Đi đâu giờ này còn chưa về. Mỗi lần á, chiều tối là về rồi. Không biết là đi người ta ở nhà người ta trông hay sao á. Tôi về rồi nè bà. Chàng ơi, ông thiệt à. Nhà có hai chồng già, ông đi đâu ông cũng phải nói cho tôi biết trước. Ờ giờ giấc được. Ông để tôi trông ông không biết hả? Hôm nay tôi tăng ca để bốc thêm hai chuyến xe nữa. Đó. Rồi kiếm chút đỉnh tiền bà ơi. Với lại tôi thấy nít nó hay ăn cái này nè, nên mua để dành cho Giang đó bà. Ông vất vả quá à. Con nó vui là tôi hạnh phúc rồi bà ơi. Con nghe nè ba. Dạ à, con ổn không con? Con sống ổn mà, ba mẹ đừng có lo cho con. Con đang làm gì đó? À, dạ, con đang ăn liên hoan với lại công ty á. Con ăn liên hoan á, có nhiều món ngon lắm. Con ăn từ từ thôi, bánh mì không đâu có chất dinh dưỡng gì đâu con. Ba nói gì vậy? Dạ. Ba mẹ. Thôi bà dẹp đồ đi. Để đi với tôi lên chỗ con Giang xem nó có bị chuyện gì không. Ừ, thôi ông nói vậy thôi, để tôi vô tôi dọn đồ nha ông. Ông ơi, lẹ đi ông ơi. Đóng cửa lại. Rồi mình đi ông. Mẹ biết ngay mà. Không có ba mẹ kế bên, con không có ăn uống cho đàng hoàng đâu Giang ơi. Sau này con có đừng tốt phe xấu che nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra đó, sau lưng của con, ba mẹ lúc nào cũng đứng ra bảo vệ và chăm sóc cho con hết. Dạ. Bánh ba con mua cho con nè con. Đây là bịch bánh mà con thích ăn, ba mẹ mua sẵn. Lúc nào cũng mang theo bên mình hết. Khi nào con muốn ăn thì có sẵn cho con ăn. Ba mẹ, con rất là may mắn được làm con gái của ba mẹ. Lúc nào ba mẹ cũng dành tình yêu thương dành cho con hết. Ba mẹ hy sinh tất cả cho con một cuộc sống hạnh phúc. Nếu như mà có kiếp sau á, con vẫn muốn làm con gái của ba mẹ.